Dạ thưa quý vị, khi chúng ta nhắc đến một người thầy thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một người làm công việc đưa đò, một người mà làm công việc cả một cái hành trình âm thầm nhưng cao cả, cứ lặng lẽ đưa con vượt đường mê trong cuộc đời châu bể, đưa chúng con đến với thế giới của lạc quan, của những thanh âm tươi vui. Và đó cũng chính là cảm niệm của ca nhạc sĩ Hà Chương khi viết ca khúc Tiếng Đàn Thầy. Và ở phần đầu chương trình thì chúng ta cũng thấy là ca nhạc sĩ Hà Chương không có phải chỉ là một cái người sáng tác không thôi, mà anh ấy còn có thể hát rất là hay, cũng như là chơi được rất là nhiều nhạc cụ. Và nếu như đại nghĩa nhớ không lầm thì anh Hà Chương cũng đã xuất hiện vài lần trong chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp rồi. Có phải không quý vị? Quý vị có những ai đã xem những chương trình trước thì có nhớ anh Hà Chương đã từng xuất hiện rồi không ạ? Dạ, anh Hà Chương có là một gương mặt quen thuộc trong những chương trình ca nhạc Phật Pháp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một sáng tác của chính anh ấy, Tiếng Đàn Thầy. Và một tràng vỗ tay thật to dành cho ca nhạc sĩ Hà Chương. Xin cảm ơn quý vị. Tràn nắng mai, dành cho con niềm tin ước mơ vào tương lai.